Xin chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về một số chiếc loa center để anh em có thể sử dụng để làm loa trung tâm, loa trả lời karaoke. Anh em chỉ việc lắp thêm tụ và ta có ghép trực tiếp vào cái hệ thống loa của chúng ta. Và đầu tiên đây là chiếc loa center đến từ hãng Martin Logan, một thương hiệu rất là nổi tiếng nha. Thương hiệu của Mỹ, Martin Logan. Ở đây nó sẽ có logo nè, Martin Logan nè. Hai cái loa mũi bass rất là đẹp, mũi nhọn. Rồi chiều ngang của chiếc loa center 300mm, chiều cao 110mm và chiều sâu của nó là 140mm. Loa rất là chắc chắn nha, đây cọc loa bắp chuối nè. Center Logan Martin. Đây là bắt chiều thường nha, cặp loa bắt chuối cao cấp. Loa về là đẹp góc cạnh luôn, cầm rất là chắc tay, đầm chắc tay nha. Cái loa bắt của nó là 80mm, loa chép 2,5cm. Rồi với chiếc loa center Martin Logan thì em sẽ bán với giá là 1.200.000. Không bao gồm phí vận chuyển, loa rất là đẹp luôn. Và tiếp theo nữa là một chiếc loa center đến từ thương hiệu Boss Audio, cũng là thương hiệu rất là tiếng, hàng của Mỹ luôn. Đây lưới khung lưới nhựa nha. Rồi kiểu dáng hình bầu dục cực đẹp. Rồi chiều ngang của loa 425mm, chiều cao là 110mm, chiều sâu của nó là 100mm. Loa bass của nó là 80mm, chép đơm của nó là 2cm. Boss Audio có hai bass treo tường nè, cặp loa bắp chuối nè. Model của nó là TL2 Center. Rồi hình thức cũng rất là đẹp nha. Rồi với chiếc loa center này thì em cũng đồng giá bán là 1.200.000. Và tiếp theo nữa là một chiếc loa center đến từ hãng Yamaha, thiết kế màu đen bóng sơn mài cực đẹp nha. Rồi nhỏ gọn xinh, chiều ngang của nó là 275mm, chiều cao 80mm và chiều sâu là 150mm. Nó sẽ bao gồm là hai loa bass nè, một loa mid chép đồng trục nha. Ở bên trong này có một cái led chép nhỏ nè. Rồi đường kính của nó là 5cm. Ba loa đều 5cm nha. Màu gương bóng. Yamaha NSC430 100W có bass treo tường. Rồi chiếc loa center này thì em sẽ bán với giá là 700.000, siêu giá siêu tốt luôn cho anh em chơi. Và tiếp theo đó là một chiếc loa center đến từ hãng BMB. Size to lớn nha, chiều ngang của nó là 460mm, chiều cao 170mm, chiều sâu của nó là luôn cả lưới là 220mm. Rồi đường kính loa bass của nó là
110mm. Lò rất là to nặng. Đây là cái logo BMW ở chiếc lưới của nó đây. Rồi cặp này thì nó bị chóc nhẹ mấy góc nha. BMW model của nó CSC10V. Có thiết kế lỗ thông hơi, cặp loa bọc chuối, loa 4 ohm, trợ kháng là 88 dB, 75W, công suất đỉnh là 150W. Rồi với cặp loa, chiếc loa center BMB to lớn nha, và chiếc loa này thì em sale giá là 800.000. Rất là to nặng, anh em sử dụng để làm trả lời karaoke rất là hay nha. Và tiếp theo nữa là một chiếc loa center đến từ hãng Yamaha. Loa về rất là đẹp luôn. Cặp này, chiếc này thì em về khá là nhiều nha. Rất là nhiều luôn. C120. À, vân gỗ màu đỏ. Chiều ngang là 430mm. Lên tới là 480 nha, 480mm, chiều ngang chiếc combi chỉ tầm là 430 mà thôi. Cái này lên tới là 480. Chiều cao 140mm. Chiều sâu của nó là 170. Và lo bát của nó là 100mm, lo chép đơm 2,5cm. Và chiếc lo này là đẹp góc cạnh nha. Yamaha NSC120, công suất mát là 200W. Anh em sử dụng để làm trả lời karaoke, chơi rất là hay nha. Rồi chiếc loa này thì em sẽ sale giá là 1.600.000, giá không bao gồm phí vận chuyển. Và như vậy là em đã giới thiệu với anh em về các loa center đến từ thương hiệu Yamaha, Boss Audio, Martin Logan, BMB. Rồi anh em lựa chọn được chiếc loa center nào thì liên hệ với em theo số điện thoại 0834563852. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.